Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 11. Dự kỳ họp có các ông Nguyễn Văn Quận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe báo cáo phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách, công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và những kiến nghị đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Kết quả công tác các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, báo cáo của các cơ quan tư pháp và một số tờ trình quan trọng khác. Ngoài ra, kỳ họp cũng dành thời gian để chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri và đại biểu dự họp quan tâm, đồng thời thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền. Theo chương trình, kỳ họp diễn ra trong 2 ngày, 12 và 13 tháng 7 và dự kiến thông qua 7 nghị quyết quan trọng. Sáng ngày 12 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Sóc Trăng đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo những nội dung chính của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, đồng thời thông tin thêm với bà con cử tri về những hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng và ủng hộ cho đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng thời đề nghị xem xét bình ổn giá bán điện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh. Về tình trạng nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường đại học ra trường nhưng không có việc làm, kiến nghị đầu tư nâng cấp tuyến quốc lộ 61B từ thị xã Ngã Năm đến huyện Thạnh Trị đã hư hỏng xuống cấp. Đề nghị chính phủ bình ổn giá cho một số mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp như phân bón, thức ăn chăn nuôi. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ngành tỉnh, chính quyền địa phương đã trả lời, làm rõ những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Những vấn đề khác sẽ được đoàn tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng nghiên cứu xem xét giải quyết, trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất. Tiếp đó, chiều ngày 12 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Sóc Trăng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo về nội dung kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 vừa qua. Tiếp đó, bà con cử tri đã đề xuất đến đoàn một số vấn đề về chế độ chính sách phù hợp đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, xem xét hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho hộ nghèo, quan tâm việc tăng giá lúa, bình ổn giá các loại vật tư nông nghiệp để tăng lợi nhuận trong sản xuất của bà con nông dân. Đồng thời, bà con còn một số ý kiến về vấn đề thủy lợi, đề nghị đầu tư nâng cấp tuyến lộ, cầu giao thông nông thôn trên địa bàn. Đoàn đại biểu Quốc hội cùng đại diện chính quyền địa phương và các sở ngành có liên quan đã giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của mình. Đối với các nội dung không thuộc thẩm quyền, đoàn sẽ ghi nhận tổng hợp để trình lên các bộ ngành có liên quan xem xét.